làm sư tử hay bất kỳ một hoạt động nào trên đời sẽ rất nhẹ nhàng, vui vẻ và hiệu quả nếu ta chỉ xem đó là một trò chơi. Và khi tham gia bất kỳ một trò chơi nào thì có 3 yếu tố cần phải xem xét. Yếu tố thứ nhất là sân chơi, yếu tố thứ hai là người chơi, những ai sẽ chơi cùng với mình, và yếu tố thứ ba quan trọng nhất là luật chơi. Thế giới gaming vừa chứng kiến một sự đảo lộn hoàn toàn về luật chơi khi Google giới thiệu nền tảng gaming mới Google Stadia. Hãy cùng tìm hiểu Google Stadia sẽ ảnh hưởng đến trò chơi YouTube của chúng ta như thế nào. Chào mừng các bạn đến với kênh Việt YouTubers. Đây là nơi trút bầu tâm sự, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Ngày hôm qua, ở trong ngày cuối cùng của hội nghị các nhà phát triển game toàn cầu, Google đã giới thiệu nền tảng gaming Stadia, đúng không? Mình sẽ cho các bạn xem cái video này, cái video ngắn này, chỉ có 4 phút thôi, giới thiệu sơ bộ về những cái điều mà chúng ta chưa từng được chứng kiến về 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 gaming. Ok. Hãy tưởng tượng rằng nếu mình đang xem ở trên YouTube nha, đang xem trên máy tính, thấy một trò game, ví dụ như trò này là Assassin's Creed, đúng không? Và mình sẽ thấy có một nút Play Now ở ngay bên cạnh, và mình chỉ cần click vào nút Play đó là ngay lập tức mình có thể chơi được, không cần phải cài đặt gì hết, không cần có một thiết bị gì hết, giống như Xbox hay là PlayStation. Mình có thể chơi trực tiếp từ trên đám mây luôn, đúng không? Ở thời điểm mà Google sẽ giới thiệu cái nền tảng Stadia này trong năm 2019 này, thì mình có thể chơi được ở trên điện thoại, trên máy tính, trên iPad, trên tất cả các màn hình. Đúng rồi. Và đây, bạn béo này biểu diễn. Ví dụ như mình đang chơi ở trên laptop. Cái laptop này Google nói là người ta chỉ dùng một cái laptop cấu hình rất yếu vẫn có thể chơi được. Và khi mình dừng chơi ở trên laptop, mình chuyển sang điện thoại thì ngay lập tức mình sẽ chơi tiếp cái game từ ngay vị trí đấy. Rất là mượt mà, chuyển đổi rất mượt mà giữa các thiết bị. Lúc bắt đầu thì tất cả các tay cầm hiện tại của Xbox hay là PlayStation đều có thể dùng chơi được, kể cả con chuột và bàn phím của mình đều có thể chơi được. Tuy nhiên, Google giới thiệu một cái loại tay cầm mới, đó là Stadia Controller. Cái này sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời khi chơi game. Cái điểm đặc biệt thứ nhất của cái tay cầm này là nó kết nối Wi-Fi vào đám mây trực tiếp, và nó sẽ không có một cái phần cứng nào ngăn cản đứng ở giữa nó với đám mây cả, cho nên là nó sẽ kết nối trực tiếp vào cái đám mây đó để điều khiển dữ liệu của ta. Thì cái thứ hai, cái này liên quan đến YouTube rất nhiều này, nó có một cái nút vuông này ở bên phải này, mình có thể vừa chơi vừa chia sẻ cái game của mình lên YouTube trực tiếp. Cái này cực kỳ lợi hại, đúng không? Mình có thể sản xuất content, mình có thể làm livestream ngay lập tức. Cái thứ hai là cái nút bên trái này, là cái nút này mình bấm vào là ngay lập tức mình được kết nối với nhân viên hỗ trợ của YouTube. Đấy. Nói mình hỗ trợ bằng giọng nói luôn, Google Voice Assistant. Cái chất lượng của game, Google hứa là trong năm 2019 này sẽ là 4060 frame per second, đúng không? 60 hình trên giây, chất lượng cao nhất luôn. Và hứa hẹn trong tương lai sẽ lên đến 8000, đúng không? 8K. Đây, có một chức năng rất hay nữa là gọi là nó gọi là state share,
mình ví dụ mình đang chơi đến cái level nào đấy ở trong game, mình có thể lưu lại ngay cái vị trí đấy, cái level đấy và mình gửi cho bạn mình có thể chơi được tiếp từ cái vị trí đấy luôn. Rất hay. Hoàn toàn thay đổi cuộc chơi của game đúng không? Trong vòng một ngày chỉ có Google giới thiệu cái này thôi mà cảm thấy Xbox và PlayStation cảm thấy bị gọi là trở thành người ngoài cuộc đúng không? Không cần một thiết bị hỗ trợ nào khác hết. Trong năm 2019 này, Stadia sẽ được phát hành US, Canada, UK và Europe đúng không? Và Google cũng hứa là cái đám mây của người ta sẽ trở thành một một cái trung tâm để hỗ trợ cho tất cả các nhà phát triển game để viết thêm nhiều game để chơi được ở trên cái nền tảng mới này. Ok. Vậy thì cái chúng ta thấy nó có gọi là một bước đột phá không ạ? Các bạn hãy comment ở bên dưới này cho mình biết là các bạn cảm nhận như thế nào về 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 cái nền tảng mới Google Stadia này. Thấy mình thấy nó hoàn toàn mới hay nó cũng bình thường thôi và suy nghĩ xem nó liệu nó có ảnh hưởng đến chúng ta hay không. Như mình thì mình thấy nha, một các cái điểm nổi bật của nó nhá. Thứ nhất là không cần cài đặt gì hết. Mình thấy một cái game nào nó chuyển đổi rất là mượt mà khi mình đang xem, ví dụ mình đang xem một bạn nào khác của mình đang đang livestream game chẳng hạn và mình thấy thích cái game đó, mình có thể nhảy vào mình chơi ngay, tham gia ngay lập tức được đúng không? Nó chơi được tất trên tất cả các loại thiết bị từ điện thoại, máy tính cho đến tivi, miễn là sao mà bạn có trình duyệt Chrome là bạn có thể chơi được. Chất lượng cực cao, Google hứa là 4K 60 fps đúng không? Không cần phần cứng, không cần bạn không cần phải mua thêm Xbox hay là PlayStation gì cả. Không có, tất cả đều chơi trực tiếp từ đám mây luôn. Đúng không? Cái đám mây đó thì Google cũng hỗ trợ server các kiểu để cho các nhà phát triển game có thể có cái tài nguyên để đưa cái game của mình lên đến với khán giả. Và cái điểm một điểm đặc biệt nữa là về cái đột phá trong cái tay cầm cái game controller này đúng không? Như như mình nói ở trong cái video này các bạn về xem đấy thì thứ nhất là nó kết nối wifi trực tiếp vào đám mây thì nó không đi qua cái phần cứng kia. Nó có cái nút bên phải này là ghi hình trực tiếp sản xuất ra content livestream trực tiếp lên YouTube được luôn. Và cái nút bên trái này là nút hỗ trợ trực tiếp với các nhà sản xuất game, hỗ trợ trực tiếp với Google đúng không? Vậy thì có vài điều mà mình thấy nó ảnh hưởng rất lớn với chúng ta. Thứ nhất là cái này cho thấy cái xu hướng mà trong cái lý thuyết về chiếc đuôi dài, lý thuyết về nền kinh tế học thừa thãi ở trên YouTube và nói chung là cái thế hệ Internet 4.0 của chúng ta, Internet of Things nó càng ngày càng đúng đắn đúng không? Cái việc mà tham gia chơi trở nên cực kỳ dễ dàng, cực kỳ tiện lợi với tất cả mọi người. Và thứ hai nữa là đối với về mặt YouTuber mà nói ấy, thì cái việc sản xuất ra content là cực kỳ dễ dàng, cực kỳ tiện lợi. Cho nên là cái số lượng content ở trên đời nó trở nên nó rất là nhiều, rất là thừa thãi đúng không? Thì từ cái chỗ đó mình cũng phải suy nghĩ thêm là trong cái môi trường cạnh tranh của rất là khốc liệt của cái việc mà thừa thừa cung đấy, thừa cung đó thì mình phải phải có cái sự khác biệt như thế nào, mình phải có cái thương hiệu cá nhân. Ví dụ như bạn là một 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 game thủ, bạn stream ở trên YouTube đi, thì bạn cũng phải tưởng tượng là mình phải đóng góp thêm cái bằng lời nói, bằng cái sự hài hước của mình, bạn lên hình, bạn đẹp trai chẳng hạn,
thì nó mới có cái nét riêng biệt để cho khán giả thích bạn và quay lại xem bạn nhiều hơn, đúng không? Nhưng nếu không mình lẫn cái một khi cái content của mình ra up lên YouTube, nó lẫn giữa hàng triệu hàng tỷ video khác, đúng không? Quá dễ dàng để sản xuất content không như hồi xưa nữa. Và đặc biệt đấy, có một điều đối với game ấy, vậy là các bạn phải nhớ rằng ấy, là game ấy thì dù sao cũng là, ví dụ như trước đây mình chơi game xong rồi mình stream game lên YouTube là mình kiếm tiền được rất là dễ, đúng không? Nhưng mà các bạn phải nhớ có một điều quy định là thực ra game là nội dung của bên thứ ba, của người khác làm ra, cho nên ấy, nếu mà để an toàn mà để kiếm tiền một cách bền vững ấy, thì bạn phải nhớ là đưa thêm giá trị của mình vào càng nhiều càng tốt, bằng khung hình, bằng khuôn mặt của bạn, bằng giọng nói của bạn, bằng sự hài hước, bằng cách kể chuyện của bạn trong một cái tình huống ở trong game, bạn thấy nó hài hước như thế nào, nó giống với ở ngoài đời như thế nào thì bạn bạn nói ra, hoặc là chạy chữ cũng được, bạn chạy chữ để bạn kể cái câu chuyện của bạn. Rồi thứ thêm một cái lời khuyên nữa là nếu mà bạn đang làm nếu mà bạn đang làm vlog về game, hay là bạn đang làm cái gì đó liên quan đến game hoặc là review công nghệ chẳng hạn, thì hãy nói về Stadia càng sớm càng tốt. Cái Stadia này sẽ trở thành gọi chủ đề gọi là evergreen content. Ví dụ những cụm từ như là hướng dẫn sử dụng Stadia chẳng hạn, hay là unbox Stadia chẳng hạn, review Stadia chẳng hạn. Thì bây giờ chính là thời điểm, trong tương lai mình sẽ nói thêm một cái video về gọi là kỹ thuật bắt trend. Nói chung các bạn đều hiểu là bắt trend là một điều rất nên làm, đặc biệt là đối với các YouTuber mới để nhanh lên, đúng không? Nhưng mà một cái chương trình hoàn chỉnh bài bản để làm sao để bắt trend thì chưa có, thì trong tương lai mình sẽ làm cái đó. Thì nói về cái Stadia này cũng vậy, bạn hãy ngay lập tức làm video nói về Stadia để đến mùa hè, đến mùa thu năm nay khi Stadia chính thức ra đời thì video của bạn đã có một lượng view, đã có một lượng view nhất định và được rank tốt ở trên khi người ta tìm kiếm ở trên YouTube, đúng không? Ngoài ra còn một cái cuối cùng nữa mà mình chưa đưa vào cái kẹp đầu dòng ở đây là các bạn sẽ tưởng tượng rằng cái đối với mình nhìn cái Stadia này, mình thấy nó không chỉ là một cái nền tảng gaming, mà nếu mà Google có thể mở rộng nó ra, nó sẽ trở thành một cái sự một cái nền tảng mà đưa con người, đưa rất nhiều người như 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 cái này nhá, hiện tại là có thể hàng trăm hàng ngàn người chơi cùng lúc, tại vì nó chơi trực tiếp ở trên đám mây và Google hứa là không lag, không latency. Thì cái nền tảng này có thể đưa con người đến rất gần với nhau trong tất cả mọi hoạt động, không chỉ có game. Ví dụ như chẳng hạn như là trường, các bạn có thể lớp học ảo chẳng hạn. Ví dụ như mình lên mình xem một lớp học trực tuyến ở trên YouTube mà mình muốn tham gia ngay, mình có thể bấm nút mình vào tham gia ngay lập tức được. Hoặc là các hoạt động, bất kỳ một hoạt động gì khác, hát hò, nhảy múa, vẽ. Đấy, không chỉ là chơi game mà cái ứng dụng này nó mở rộng ra trong nhiều lĩnh vực khác thì nó sẽ gọi là cực kỳ lợi hại, đúng không? Kết hợp với cái công nghệ của tương lai là công nghệ thực tế ảo nữa. Bạn ví dụ như bạn đeo kính vào, hay là bạn có một thiết bị để trải nghiệm thực tế ảo nữa, thì con người của chúng ta dường như là không còn một cái không gian nào nữa hết. Xin cảm ơn bạn đã quan tâm. Đừng quên tinh thần của Việt YouTuber chúng ta, tự hào sáng tạo.